Ngô Phim xin chào các bạn, hôm nay mình xin review một bộ phim hết sức kỳ lạ về nguồn gốc loài người. 5 triệu năm trước, một nhóm người ngoài hành tinh đến trái đất, cứ nghĩ rằng khủng long là loài văn minh nhất ở đây, nên một kẻ thỏ mặt ra nói chuyện, kết quả là bị cụt luôn cái đầu. Thấy không có loài nào thông minh nên họ chán, nên mới tiêm huyết thanh của họ vào trái táo tàu, rồi cho một cặp khỉ ăn, từ đó tiến hóa dần dần thành loài người. Câu chuyện ra sao thì cùng vua phim theo dõi một bộ phim rất yêu dân này nhé. Ban đầu khi trái đất xảy ra chiến tranh hạt nhân, cả nhân loại chìm trong khói bụi mịt mù, con người cũng trở nên đột biến kỳ dị. Trái đất không còn thích hợp để sinh sống nữa. Những người còn sống duy nhất lên tàu vũ trụ bay đến vùng tối của mặt trăng để sinh sống. Nữ chính Renata cùng mọi người đã sống ở đây được mấy chục năm. Đột nhiên hôm nay lại có một phi thuyền mới đến. Không ngờ phi thuyền kia lại hách mở được cửa căn cứ này, khiến Renata ra lệnh bắn hạ nó ngay. Nhưng con gái Obi lại chạy đi ngắt điện không cho bà mẹ bắn hạ. Vì cô gái thương người nên muốn cứu những người này, nhờ vậy mà phi thuyền lại thuận lợi được đáp xuống căn cứ. Hàng trăm người trái đất từ phi thuyền bước ra, họ có thể lên mặt trăng là nhờ vào người thợ máy thiên tài xa xa. Anh đã tạo ra phi thuyền bằng các linh kiện lấy ra từ ô tô hỏng, cứ như vậy mơ hồ đến được mặt trăng. Đáng tiếc là căn cứ mặt trăng hiện tại đã quá đông người. Renata ra lệnh không tiếp nhận người tị nạn, nhưng Obi này xin tha thiết nên bà chỉ đành cho họ ở tạm nhà kho. Dân số ở mặt trăng đã quá đông khiến cuộc sống trở nên tồi tệ. Hơn nữa động đất lại liên tục diễn ra, khiến khí oxy ngày càng cạn kiệt. Ở đây tôn giáo thờ mặt trăng âm thầm phát triển. Vì trong trận chiến trước đây mặt trăng bị nổ mất một góc, trông rất giống logo của Apple, nên tôn giáo thờ mặt trăng này coi Steve Jobs là vị thần của họ. Giáo chủ Donald còn quy định các tín đồ phải dùng điện thoại chính hãng. Nếu ai dùng điện thoại jailbreak, ông ta sẽ mở chương trình tự hủy được cài đặt sẵn. Điện thoại trên tay người đó sẽ phát nổ ngay lập tức như một quả bom. Obi nhìn quá ngứa mắt nên phá cửa xông vào, dọa các Wi-Fi nên bọn này mới chịu giải tán. Không ngờ bà mẹ Renata cũng đi tôn thờ bọn này. Bây giờ hệ thống tuần hoàn duy trì căn cứ mặt trăng sắp sụp đổ. Obi chỉ có thể ngày ngày cầm cờ lê ở trong căn cứ để sửa chữa, miễn cưỡng duy trì tuần hoàn không khí. Nhưng bất chợt cô phát hiện một người bí ẩn lén la lén lút. Obi lập tức đi theo, cô muốn tìm ra thân phận thật sự của người bí ẩn. Đột nhiên hắn đi vào một căn phòng. Obi đi theo kết quả chúng phục kích và bị người kia trói lại. Khi người bí ẩn cởi áo choàng, Obi nhận ra đây không phải chính là quân chủ mặt trăng David đã bị mẹ Renata giết sao? Sao có thể chết đi sống lại như vậy? Hắn ta mới nói mình chính là người ngoài hành tinh, nhưng Obi bất ngờ cởi được dây trói quay sang tấn công hắn. Hai người cứ vậy vật lộn một hồi, Obi trẻ khỏe nên rất nhanh hạ đao ván David. Lúc này hắn mới đưa ra một viên thuốc bí ẩn, đưa viên kẹo này cho mẹ cô, bà ấy ăn xong sẽ cải lão hoàn đồng. Obi vội đưa viên kẹo cho bà mẹ đang bị ho sắp chết. Renata ăn xong cơ thể bắt đầu phát sáng, lập tức cơ thể cải lão hoàn đồng trẻ lại như gái 20. Obi thấy David không lừa mình, một mạch chạy lại cởi trói cho ông ta. Đột nhiên David lấy dao ra cắt cụt ngón út, rồi ăn một viên kẹo ngón tay lập tức mọc lại như xưa. Hắn mới kể cho Obi nghe nguồn gốc câu chuyện. 1 triệu năm trước phi thuyền của ông ta gặp nạn, David và đồng đội buộc phải đáp xuống trái đất. Rất may họ phát hiện ra không khí ở đây có thể thở. Ban đầu họ tưởng khủng long là cư dân ở đây. Kết quả khi vừa mới mở lời chào, liền bị khủng long nhai ngấu nghiến. Họ nhận ra trên trái đất không có một sinh vật thông minh nào, mà sống một mình như vậy cũng chán. Nên David bí mật tiêm huyết thanh vào quả táo, rồi đưa cho một cặp khỉ ăn và nó bắt đầu tiến hóa. Hai con khỉ này chính là Adam và Eva. Không ngờ lúc này ngôi sao chổi lại sắp va vào địa cầu. Để tồn tại, họ bắt đầu khám phá cấu trúc bên trong trái đất, phát hiện trái đất rỗng ruột, tất cả đều chuyển vào bên trong trái đất để sinh sống. Và David để rất nhiều huyết thanh trường sinh ở nơi này. Giờ căn cứ trên mặt trăng đã sắp chết, Obi và những người khác muốn sống tiếp, phải dùng phi thuyền trở về trái đất để lấy huyết thanh này. Sau đó David đưa bản đồ vào tâm trái đất và ngón út mình cắt ra tặng cho Obi, nói là khi tới trái đất sẽ có chỗ dùng. Obi đi tìm Sasha để hợp tác, chuẩn bị dùng phi thuyền Sasha đã sửa để bay về trái đất. Giữa đường gặp phải giáo chủ John An thần thông quảng đại, ông ta tình cờ nghe trộm được nên muốn tham gia. Obi hết cách đành phải đồng ý, nhân tiện kéo thêm cả anh chàng to khỏe Mancom. Cứ như vậy Sasha lái phi thuyền giống như máy kéo mà mình chế tạo, phả ra khói đen xịt cả một vùng trời. Theo bản đồ họ cần đến châu Nam Cực. Sau hồi lâu cuối cùng họ cũng trở về trái đất rồi, nhưng phi thuyền điều quá nên bị hạ cánh quá mạnh. Không ngờ ấy vậy mà vô tình trúng ngay lối vào tâm trái đất. Con tàu cứ thế rơi mãi cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhưng một lần nữa họ lại hạ cánh một cách hết sức bất cẩn. Khi mở cửa phi thuyền ra họ phát hiện nơi này giống như vườn địa đàng trong truyền thuyết. Ở giữa có một mặt trời tí hon treo lơ lửng. Giờ họ cần đi theo bản đồ đến thế giới của người ngoài hành tinh. Cứ như vậy cả nhóm băng rừng thẳng tiến. Ở giữa là thành phố trung tâm của trung tâm trái đất, một nơi mà chủng tộc những người ngoài hành tinh sinh sống. Bên trong người ngoài hành tinh đang tổ chức bữa tiệc. Những người ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng trên trái đất hàng nghìn năm qua. Hóa ra người ngoài hành tinh thích giả làm con người, đến thế giới con người làm mưa làm gió. Ví dụ như Adolf Hitler, thực ra cũng chỉ là một người ngoài hành tinh giả dạng. Thậm chí mọi người bên ngoài còn nhìn thấy Steve Jobs. Nhóm người cùng tín tôn thờ Steve Jobs nên chạy ra ôm lấy chân ông.
Obi và hai anh chàng còn lại chạy thục mạng. Mancom bảo Obi và Sasha đi trước, anh ở lại cầm chân một mình đấu hai con khủng long. Kết quả Mancom bị bắt sống tại trận. Obi và Sasha cướp được hai bộ đồ của vệ binh, thành công dùng ngón tay của David để qua cửa. Phía đám người của Jon-an đã bị Steve Zap đưa vào nhà. Ngay khi chúng định giết cả nhóm, Jon-an lập tức trở mặt bán đứng David. Ông ta lấy điện thoại đưa bức ảnh của David ra. Jon-an sẽ báo vị trí của David cho Hitler biết, đổi lấy việc được sinh sống tại đây. Hitler cũng giả vờ đồng ý lấy iPhone ra ký hợp đồng, nhưng rồi đột nhiên trở mặt biến họ thành đồ ăn cho Steve Zap. Ngay lúc Steve ăn bữa trưa, Obi và Sasha bắt đầu tiếp cận tháp mặt trời. Hóa ra mặt trời nhân tạo được phát ra từ chén thánh. Ngay khi Obi lấy cốc thánh lập tức xảy ra động đất. Phía nền này Steve Zap đã ăn thịt hết nhóm người. Không ngờ đến lượt Mancom anh ta lại thoát ra được. Mancom châu bò đánh ngã Steve rồi bỏ chạy luôn. Còn Obi cũng cầm lấy cốc thánh chạy thục mạng, cưỡi lên một chiến xe khủng long. Mặt trời nhỏ không có năng lượng chống đỡ nên rơi thẳng xuống. Mancom cũng đã chạy ra hợp lại với Obi. Đám người ngoài hành tinh ở đây cũng đuổi theo bằng được, còn dùng súng cao su bắn như trẻ trâu. Sasha trèo vào được xe của Margaret Thatcher, thò tay vào vặt luôn một túm lông ấy, rồi tiện chân đạp luôn bà ta xuống đường. Kết quả bà ta bị mặt trời nhỏ lăn cho nát bét. Không những thế, nó còn lăn theo ngay mọi người, rồi nhảy vụt lên trước cho cầu đá vỡ vụn. Obi thúc khủng long tăng tốc thành công nhảy vụt qua. Sasha và Mancom may mắn dính phải bom nổ cũng bay sang được. Chỉ có ông bọn đuổi theo không phanh kịp lao thẳng xuống dung nham. Thành phố dưới lòng đất không còn chén thánh bắt đầu vỡ vụn. Vì đã lấy được chén thánh nên ba người rút luôn. Lái phi thuyền cũ nát của Sasha cứ thế rời khỏi. Không ngờ cũng có một chiếc phi thuyền siêu to khổng lồ đuổi theo. Mọi người cứ thế về tới mặt trăng hạ cánh xuống. Obi mang luôn chén thành vào gặp người mẹ. David thấy vậy lập tức đòi lấy luôn. Obi không cho hắn lập tức rút súng ra bắn. Nhưng đang lúc ông ta bắn cả Sasha thì đột nhiên mặt đất rung chuyển. Chính xác thì phi thuyền của người ngoài hành tinh đã tới nơi. Ngay sau đó là một con khủng long bạo chúa phá cửa. Trên lưng nó chính là Adolf Hitler. Cứ như vậy ngang ngược xông vào tàn sát người vô tội. Người trong căn cứ la hét bỏ chạy tụt quần. Và để cứu những người trái đất còn lại, Renater chủ động đứng ra nói chuyện với anh trai Hitler. Nhưng Hitler cho khủng long quẫy đuôi khiến David bay mất. Nếu cứ thế này chỉ một lát nữa hắn sẽ tàn sát hết người ở đây. Bà mẹ quyết định hy sinh. Bà uống một ngụm năng lượng bí ẩn từ trong chén thánh, quyết định đứng ra đối đầu với tên Hitler. Được chén thánh bút thêm sức mạnh, bà lao tới đạp chết khủng long bạo chúa. Obi lúc này đang đưa người dân bỏ chạy lên tàu, đưa vội chén thánh cho Sasha để anh lắp vào phi thuyền tiếp năng lượng. Nhờ nguồn năng lượng này thì có thể thoát khỏi nơi đây. Phía bà mẹ lúc này bị David rút súng bắn vào bụng. Cuối cùng bà đã chấp nhận hy sinh để cho mọi người chạy đi. Nhờ vậy nhóm người của Bi cũng kịp thời khởi động phi thuyền chạy trốn, thành công thoát khỏi căn cứ mặt trăng. Obi cứ tưởng rằng mọi người đến đây là sống. Không ngờ chưa bay xa, David lại lái phi thuyền của Hitler đuổi theo sát đít. David tự tin gọi video, hung hăng nói Obi nhanh chóng đầu hàng, rồi cứ thế bắn đạn năng lượng về phía Obi. Tàu Obi là tàu vận chuyển nên không có vũ khí bắn trả. Đột nhiên ông ta lại giơ cái điện thoại iPhone ra cười. Nhìn thấy vậy Sasha nghĩ ra một cách, chính là chương trình tự hủy cài trên điện thoại. Anh dùng điện thoại của mình xâm nhập vào hệ thống điện thoại của David, kích nổ điện thoại trong tay ông ta dẫn đến một vụ nổ lớn. Tàu vũ trụ của David lập tức biến thành tro bụi. Phải công nhận rằng iPhone nổ thật kinh hoàng. Obi và những người sống sót cuối cùng bay hướng đến sao Hỏa. Bởi trái đất và mặt trăng đều nổ tung rồi, nhiều năm sau cuối cùng họ cũng tới. Không ngờ ở phía sau sao Hỏa có một căn cứ lạ kỳ. Phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.